Hai thầy trò Khương Trờ hôm nay đi rừng để lấy cây khôi xanh các bạn ạ. Đây là cây khôi xanh các bạn nhé. Đây này, các bạn nhìn này. Cây khôi xanh là một cây mọc hoang. Ở đồi hai thầy trò tôi lấy này nói với các bạn không ngoài cây gì toàn cây khôi xanh nữa. Và cây này là cây câu đằng một gai. Người Tày quê tôi gọi là năng mô me hay là năng đầu cậu của nó đấy các bạn. Đấy. Hôm nay đi rừng thì gặp rất là may. Gặp cái gì lấy được cây ấy. Mà ở đây các bạn nhìn này, đúng là trời ban thật, toàn là cây khôi xanh các bạn nhé, nhiều nơi tìm không được đâu mà các bạn, đây toàn khôi đấy. Tôi cho các bạn xem một bãi cây muốn tần nhá, đây các bạn nhìn này, một bãi muốn tần này, đây muốn tần này, các bạn nhìn này, đây. Chúng tôi đầu tiên là tôi lấy cây đã còn gốc để lại đánh nhá các bạn nhá. Đấy. Đây. Lấy không hết biểu phải phát lá đi các bạn nhá, không có người ta lấy thì người ta không lấy như mình, người ta cứ đào lung tung thôi. Đây. Chúng tôi phát đi này. Muốn tuần nhá, các bạn nhìn. Một bãi muốn tuần. Đây muốn tuần. Nhiều. Thiên nhiên ban tặng cho chúng tôi một khu rừng toàn là muốn tuần và cây khôi đây rất là nhiều các bạn ạ, nhiều lắm. Mày có xuống xem cái tán huyết không hả? Đi xuống xem xong rồi hôm nay chỉ cho nó. Đây các bạn này, đây là cây hồng rừng nhá. Đồi này rất là lắm hồng rừng, mà cái lá cây hồng rừng này các bạn ạ, tôi nói tôi thề với các bạn, con dê với con trâu thích ăn lắm. Đây hồng rừng đây các bạn nhìn này, nó có lá bóc mập kèm nhé, cả hai mặt lá nó đều không có lông đâu, lá nó nhiều trông xa rất giống là hồng mà chập ra màu đỏ nhé, gỗ màu đỏ các bạn ạ. Đây tôi chặt cho các bạn nhìn này, cây này cực tốt luôn, phơi ra đỏ lư đây. Đấy hồng rừng đấy các bạn nhé. Đâu đi xuống xem cái tán huyết nhé.